Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là vấn đề tiếp tục được đặt ra với hệ thống giáo dục đại học, nhất là chúng ta chuẩn bị bước vào năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Hội thảo cấp bộ đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển của người học là thêm một tiếng nói góp phần hoàn thiện, đưa chương trình đổi mới đi tới thành công. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhà giáo, nhà nghiên cứu đến từ 18 trường đại học, học viện nghiên cứu trên địa bàn. 80 bài viết, tham luận về nhiều nội dung phong phú trong biên soạn giáo trình, phát huy năng lực người học, giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, công tác cải thiện chương trình đào tạo ngành ở bậc đại học, ứng dụng study trong giảng dạy đại học ngành kinh tế, v.v. là sự gửi gắm tâm huyết của các nhà giáo. Những vấn đề bất cập cũng được đặt ra nhằm khắc phục phương pháp giảng dạy và học tập hàn lâm xa rời với thực tiễn, phải hướng việc đào tạo với nhu cầu của xã hội và vai trò trọng tâm của người thầy. Chúng tôi muốn qua đây để tìm ra những cái phương pháp giảng dạy tích cực và áp dụng ngay theo cái khả năng thực tế của Đại học Đại Nam. Trên cơ sở đó để tạo ra cái sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng đào tạo ở trong nhà trường chúng tôi, để cho sinh viên của chúng tôi ra trường trong quá trình học tập thì được các thầy khơi dậy toàn bộ cái khả năng thực tế của các em, và ra trường các em có thể bước vào công việc không có bỡ ngỡ, đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội cũng như của các doanh nghiệp. Từ hội thảo, những kinh nghiệm của phương pháp giảng dạy tích cực tiên tiến sẽ được áp dụng tạo bước đi mạnh mẽ cho giáo dục đại học nước nhà.